Đi taxi không có tiền trả, cô gái khiến anh tài xế khóc tiếng máng. Theo đoạn clip chia sẻ từ một anh tài xế taxi, vừa ra bắt đầu đi làm, đón được quốc khách mở hàng, đang hí hửng. Vì hôm nay trước khi đi làm thầy bảo bước chân phải ra trước thì sẽ nhanh đón được khách. Quả đúng không sai, vừa đi được một đoạn thì có khách vẫy, là một cô gái trẻ xinh đẹp. Đi hết đoạn đường đến khi thanh toán thì nghe cô gái nói câu lạnh người: anh ơi, em không có tiền. Mấy thanh niên đi taxi không có một đồng phản đối, gọi bao nhiêu bạn bè thì cũng không ai có tiền. Ngồi đợi chờ cả tiếng, bắt đầu mới thấy một thanh niên ra nọ mọ đi tiền taxi hết 200.000, xong ra xin và em còn 130 chuyển, em chuyển cho anh cho bạn đẹp xuống. Chịu thế. Ca này hơi căng, như bình luận hài hước để lại: trước kia là có Gen đi cứu nét, giờ lại có Gen đi cứu taxi. Thấy cảnh này anh tài xế chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, chờ cả tiếng xong vẫn không đủ tiền trả. Đúng là quốc xe mở hàng. Sau đi làm anh em nhớ bước chân trái ra cửa trước nha. Cũng may là anh tài xế tỉnh không trừ nợ, chứ không lại gia nhập Juventus thì dở ngay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.